Nên nếu như mình mà có cái con mắt quan sát sai con của mình thì bao nhiêu tài năng bên trong con sẽ vùi lấp hết, bao nhiêu sự sáng tạo bên trong con cũng sẽ, bao nhiêu cái sự độc đáo của con cũng sẽ, bởi vì mình đã dùng cái con mắt quan sát phán xét. Ngày xưa Mũi ở đội marketing, ngồi viết một cái bài về tư duy học tạm. Các anh chị, các bạn không nên học tạm này, rồi học tạm là thế này, học tạm là thế kia, bài dài về cái tư duy học tạm. Và cuối cùng hắn kết luận một câu là chúng ta phải dùng ngay tư duy học tạm. Một năm sau, cái bài Facebook đấy của mình up lại, cái bài này của bạn được rất nhiều like các thứ. Mình mới bảo thôi ông Mùi, Mùi bảo phải dùng ngay. Mùi bảo ô, em ý em là dừng ngay cô ạ. Ừ thế ý mày thế nào ai biết, nhưng mà đây đang ghi là dùng ngay đây này. Một loạt tất cả những cái ở bên trên về tư duy học tạm không nên. Dưới viết hoa rất đẹp. Chúng ta phải dùng ngay cái tư duy học tạm này vào trong cuộc sống của chúng ta. Và ý em là dừng ngay, và ai chả biết ý em là dừng ngay, nhưng mà bây giờ nó đang là dùng ngay đây này, nó không phải dừng ngay nữa. Nên nếu như mà mình mà không có đủ trí tuệ để mà mình huấn luyện và dẫn dắt các con ấy, thì mình sẽ không bao giờ mình chấp nhận những cái lỗi sai, hoặc là mình sẽ nhìn bằng rất nhiều những cái con mắt hằn học khác, thì các con không thể lớn lên trong cuộc đời này được. Nên ngày hôm qua có một chị hỏi cô Lanh rằng cô có thể nói về cái tự do tài chính. Thì cô Lanh nói là trong suy nghĩ của cô Lanh thì không có cái tự do tài chính. Cái điều ưu tiên nhất đấy là tự do tâm trí. Tự do tâm trí. Và những anh chị nâng tầm thì đã được cô Lanh cho xem một cái nghiên cứu về vật lý lượng tử. Thì chúng ta biết là cái con mắt quan sát nó nguy hiểm như thế nào đối với trí tuệ, đối với tài năng của một con người. Nó giống như là khi các anh chị ở trong nhà vệ sinh, các anh chị hát rất to và rất tự nhiên. Khi các anh chị ở trong nhà của mình không có ai, các anh chị hát rất to và rất tự nhiên, múa cũng dẻo nữa. Nhưng mà chỉ cần có một người bước vào thì các anh chị tịt luôn. Bao nhiêu các anh chị đã từng có cái tình huống đấy thì các anh chị comment số 1 đi ạ. Thì tịt luôn đấy. Nên nếu như mình mà có cái con mắt quan sát sai con của mình thì bao nhiêu tài năng bên trong con sẽ vùi lấp hết. Nó sẽ, bao nhiêu sự sáng tạo bên trong con cũng sẽ, bao nhiêu cái sự độc đáo của con cũng sẽ, bởi vì mình đã dùng cái con mắt quan sát phán xét. Con mắt quan sát phán xét. Và nếu như mà bạn dùng con mắt quan sát phán xét thì bạn giết tất cả các khả năng của các con. Các anh chị nâng tầm còn nhớ không ạ? Nếu như mình dùng con mắt quan sát phán xét thì đa khả năng chỉ còn lại hai khả năng. Và hai khả năng đấy là hai khả năng căn bản mà nó phải xảy ra. Tất cả biến mất hết. Đấy là thí nghiệm đã làm rồi. Các anh chị ạ? Đa khả năng mất hết sạch luôn. Chỉ còn lại hai khả năng. Kể cả đến công ty cũng thế. Cô Lanh có lúc đến sớm, có lúc đến muộn. Nhưng mà chẳng bao giờ phải quan sát các bạn ấy cả. Chẳng bao giờ phán xét hay như này như kia cả. Đương nhiên là có những bạn làm như này, có những bạn như kia, thì mình vẫn đưa ra cái ý kiến, mình góp ý cho các bạn để mà các bạn tốt lên. Nhưng mà không bao giờ góp ý theo cái kiểu tiêu cực cả. Mà lúc nào cũng là cái con mắt quan sát tích cực, chứ không phải con mắt quan sát phán xét. Bởi vì tôi nhìn thấy bạn giỏi hơn chính bạn nhìn thấy bạn. Con của mình giỏi lắm, con của mình tài lắm. Và đừng chỉ giới hạn bởi là văn toán, đừng chỉ giới hạn bởi là làm cô giáo, làm bác sĩ, làm bộ đội, làm công an, làm kế toán. Bây giờ có rất nhiều công việc, có hàng triệu công việc được tạo ra và có hàng 10 triệu công việc mất đi cơ mà. Nên mình không thể dùng cái tư duy xưa cũ của mình để áp đặt lên con của mình. Mình không thể cho con nhìn thấy cái bức tranh mà cách đây mình bằng tuổi con mình nhìn thấy được. Cái bức tranh đấy đã ố rồi, đã cũ rồi và không còn dùng được nữa. Nếu như bây giờ mà học vào học đại học cũng rất tốt,
nhưng kiến thức ở đại học áp dụng ra ngoài cuộc đời được bao nhiêu phần trăm? Chắc chỉ khoảng tầm 10%, còn hầu hết đã bị lỗi thời rồi, đã bị lạc hậu rồi. Thế nếu như mình không có một cái tư duy mở, mình cho con mình học những cái thứ mới bên ngoài, thì con của bạn mãi mãi chỉ đi chạy theo sau thôi. Và chạy sau không chạy kịp, không chạy kịp thì cáu, cú đời. Cú đời rồi bắt đầu bất mãn. Bất mãn rồi bắt đầu nổi khùng, nổi điên. Có một bạn, bạn ấy ra trường và bạn ấy đi xin việc nhưng không công ty nào nhận hết. Và rồi mẹ bạn ấy bán gạch. Bán gạch gạch ốp ấy, gạch ốp. Mẹ bạn bán gạch. Thì mẹ bạn ấy mới học những cái chương trình giống như anh chị này này. Thì mẹ bạn bảo em không biết vấn đề vì ở đâu mà sao con nhà em bằng thì bằng tốt thế, bằng khá bằng giỏi như thế mà xin việc mấy công ty mà không công ty nào nhận. Mà có những công ty nhận thì được 1-2 tuần họ lại cho nghỉ, không biết vì sao. Ngày xưa thì em cứ đổ lỗi và em cứ phải đi nhờ cậy bác này bác kia ở trong dòng họ rồi bạn bè của bố nó để xin việc. Nhưng mà khi em học cô thì em không nhờ cậy nữa mà em muốn tìm nguyên nhân vì sao là con em như vậy. Em biết là vấn đề của con rồi nhưng không biết vì sao cả. Thế thì khi mà con đến gặp cô Lanh thì cô Lanh hỏi thì bạn nói là con học kế toán nhưng mà con chỉ có biết nợ mới có thôi, còn những cái thứ khác con chả biết. Bao nhiêu các anh chị thế là học kế, các anh chị mà làm kế toán ấy, học kế toán và làm kế toán khác nhau hoàn toàn. Thì các anh chị giơ tay vẫy vẫy. Khác nhau hoàn toàn luôn ấy. Đúng rồi. Thì bạn ấy chỉ mang một ít cái kiến thức bạn ấy học được là nợ có. Và điểm cũng được khoảng tầm 8-9 điểm gì đấy. Vào thì không làm được. Không làm được, và đương nhiên không làm được thì họ thải ra ngoài thôi. Nhưng mà họ lại cứ đòi kinh nghiệm thì mình có công ty nào nhận đâu mà mình có kinh nghiệm. Thế mình chẳng có kinh nghiệm. Thế thì cô Lanh thấy là ý thức bạn ấy cũng tốt, không phải là không tốt. Nhưng mà ngoài cuộc đời kia không phải ai cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn. Các anh chị có hiểu ý cô Lanh không ạ? Bởi vì chúng ta lớn lên hầu hết trong cái sự mắc kẹt, nên là cái sự ích kỷ bên trong mình nó rất là lớn. Nên là ai đó mới vào thì mình sẽ xét nét họ, mình sẽ soi họ. Và đôi khi không có giúp đỡ họ. Nếu là nhân sự mới, không có được sự giúp đỡ nhiều. Thậm chí là có những người khi mà sang tên, sang máy, các thứ, sang công việc, còn xóa hết tất cả những cái thứ mình đã làm để cho cái đứa đấy kệ nó, cho nó phải làm lại từ đầu. Thì bạn ấy không biết làm, chị Minh gọi là họ giấu nghề. Thế thì cô Lanh mới bảo là vấn đề của con là con không biết làm thôi đúng không? Ồ thì quá dễ. Dễ. Thế là mới đi tìm cho một cái cô kế toán thuế. Cô ấy rất giàu kinh nghiệm rồi. Và học của cô ấy, học của cô ấy cứ 1 triệu một buổi. 1 triệu một buổi. Thế đi học của cô ấy, học 10 buổi không xong thì học 20 buổi. Rồi cứ đi làm có gì không hiểu thì hỏi. Các anh chị ạ, học trong vòng có 3 tháng. Cô ấy lại giao, cô ấy nhận rất nhiều công ty mà. Thì cô ấy lại hướng dẫn làm luôn, lại được thực tập luôn. Thế thì cô ấy cứ giao việc cho thế, sau 3 tháng như một nhân viên có thể làm 10 năm. Bao nhiêu những cái kỹ thuật, tất cả mọi thứ cô ấy chỉ cho hết. Và cô ấy lại có hồ sơ cho làm luôn. Như một nhân viên đã thành thạo 10 năm rồi. Mà học phí thì rẻ bẻo, có mấy chục triệu. Rẻ ơi rẻ luôn. Mới chả đến mấy chục triệu đâu. Những cái buổi đầu tiên ấy không biết làm thì 10 triệu. Nhưng những cái buổi biết làm rồi cô bảo ơi cứ làm đi. Sau thì chị xe tiền cho. Thậm chí sau này còn không còn phải đóng học phí cho chị nữa. Thế là có thể tự tin là có thể vào làm kế toán của một cái công ty vừa và nhỏ. Lớn thì mình chưa nói đến, nhưng vừa và nhỏ hoàn toàn làm được. Và vì thế, nếu như bạn ấy, bạn chỉ nhìn vào cái bằng cấp này ấy, thì chưa có điều gì xảy ra đâu. Nên là mỗi một năm có 200.000 cử nhân thạc sĩ thất nghiệp. Các anh chị ạ, chúng ta có hiểu được điều này không? Nên là mình phải định hình con mình một cái cách khác đi. Cho con có nhiều cái trải nghiệm ngoài cuộc đời nhiều hơn nữa. Các anh chị ạ. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký, ấn vào hình quả chuông, chọn tất cả để mỗi khi cô Lanh phát video, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được.